Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Béo Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 4 tây tháng 3 năm 2221 nhé. Xin lỗi, 021. Và trước khi vào video thì cũng xin được nhắc lại một cái thông báo hết sức là quan trọng dành cho các bạn nào đang muốn đặt hàng ở shop Béo Chibi. Thì bắt đầu ngày mai nữa thôi nha, ngày 6, ngày 7, ngày 8 là tất cả những đơn hàng đều sẽ được tặng những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh bất ngờ để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 nha. Còn ngày hôm nay, đó, ngày 4 tây tháng 3 thì xem nè, những đơn hàng cũng cực kỳ dễ thương luôn. Xin mời các bạn cùng xem nha. Còn bạn nào mà muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937 899 707 gọi điện đặt hàng trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo, Facebook nhé. Và bây giờ đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến với đơn hàng của bạn Mai Hương, 138.000 đồng. Ta-ra! Đầu tiên thì bạn mua đó là một cái Quixi nước ngọt. Đó, nước ngọt cầu vồng luôn. Rất là đẹp như thế này, 22.000 đồng nha. Đó, Quixi nè các bạn. Mở bọc ra, nhìn lại càng đáng yêu hơn. Wow, và đây là nước ngọt hương táo nha. Wow, và còn có là slam mây cầu vồng rất là đẹp, được tặng kèm theo charm và tuyết nè, 30.000 đồng. Còn đây thì là gì đây? Rất là dễ thương luôn, một cái trứng lười GD Tama 20.000 đồng đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bóp thử nhé, để xem cái trứng của chúng ta nó có dẻo dai hay không. Đây, mình sẽ bóp nè các bạn. Đó, nha. Đó, bóp thì nó sẽ chạy vòng 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 vòng. Đó, nó không có vể nha. Đó, rất là tuyệt vời luôn, 20.000 đồng một trứng. Còn đây thì là một hộp slam mây. Đó, ấy lộn, slam nước ngọt các bạn nha. Slam nước ngọt 5.000 đồng, hình một ly kem đang tan chảy thì phải. Rất là tuyệt vời nha. Hello. Và đây là một trái dâu đó, hay còn gọi là đôi dép dâu nè các bạn. Các bạn mang lên và đi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yeah, dễ thương quá. 6.000 đồng một đôi gom dép như thế này. Còn bây giờ, wow, một tuyệt phẩm phải không nào? Đó chính là một quyển sổ hologram ánh cầu vồng nè. Thật là xuất sắc luôn đúng không? Đó, nó chiếu 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 chiếu. Đó là còn có hoa đào ở phía trên, một cái tua rua của ông tiên ở phía dưới và một bé heo nè. Đó, rất là đáng yêu luôn. Quyển sổ này rất là đẹp nha. Chỉ có giá là 17.000. Tiếp theo, xin chào bạn Hồng My, đơn hàng 124.000 đồng. Xin chào mọi người, mình là bé mèo dễ thương nè. Trên tóc mình còn có một cái bờm và hai lỗ tai. Ý, mình hay mắc cỡ cho nên má của mình hồng. Và mình rất là mềm, ai cũng nói mình rất là đáng yêu. Bởi vì mình là búp Quixi mèo 20.000 đồng nha. Rồi, còn đây, các bạn hẳn đã nhận ra đây là gì rồi đúng không? Một viên kim cương màu hồng to đùng luôn, gắn trên cái phần màu vàng nè. Lại còn có một cái viên ngọc trai đính đá nữa. Quá tuyệt vời luôn nhé. Và phía dưới thì là một đám mây hồng. Thực chất nó là một cái lông gà đó, nhưng mà nó nhẹ như mây vậy đó các bạn. Mềm ơi là mềm luôn. Cảm giác như là mình đang bắt được mây nhé. Đó, rồi rất là tuyệt vời luôn. Đó, cả ba món đều rất là xinh đẹp luôn. Và gắn trên một cái bút chì kim. Rất là xinh luôn. 10.000 một cây đó các bạn. Tiếp theo, đố các bạn đây là gì đây? Nó là một phần kim tuyến ở trên, nhưng không phải là cái bút bút mực bôi được đâu. Nó là bút dạ quang kim tuyến. Đó, nhưng mà bạn mua một cây nha, một cây màu hồng có giá là 6.000 đồng. Đây các bạn xem nè, cái kim tuyến ở phía trên. Còn ở bên trong của nó, để mở ra, mở ra đây. Đó, các bạn xem cái ngòi của nó rõ ràng là hình ngôi sao nè đúng không? Đó, một cái ngòi ngôi sao. Đó, chúng ta sẽ vẽ sao băng rất là nhanh luôn nha. Chấm 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 như thế này, vẽ ra sao băng rất là nhanh luôn mọi người. Đó, có dùng để là đánh dấu chỗ nào quan trọng trong bài học, hoặc là để tô màu, hoặc là để vẽ sao băng nha. Hello, mình là bé Bơ đây. Đó, và đây là nhãn tên bé Bơ. Rất là dễ thương luôn nha mọi người. 10.000 đồng một sách như thế này luôn. Rồi, còn đây là ba bạn mochi hồng rất là dễ thương, hình bé heo nha. Và loại đây là loại mochi siêu to khổng lồ luôn. Các bạn biết thật ra là bạn đặt là ba bạn đều nằm nghiêng như thế này, nhưng mà bây giờ sắp hết rồi, sắp lấy cho bạn một bạn nằm ngửa, ỉn cái bụng lên như thế này nha. Đó, cũng rất là dễ thương luôn. Đó, bắt tay. Bắt tay, đau tay. Cho bắt tay miếng mà, bắt tay. Trời, bắt tay kỳ quá, bắt tay kỳ quá. Thôi vậy bắt mũi. À, thật ra là đang kiểm tra mochi cho các bạn đó nha. Siêu dẻo luôn như thế này ha.
15 ngàn là một bạn, rất là to luôn các bạn xem nè, đó nằm trên tay của mình ha, đó nó sẽ rất là to như thế này, cực kỳ đáng yêu luôn nha. Đó là bạn thứ nhất. Đây hai bạn còn lại nằm nghiêng như thế này, đó nằm nghiêng nè, ỉn cái mông lên, trời ơi cưng chưa. Tiếp tục nha, bắt tay, ý gật đầu. Rồi, nói chung là rất là mềm luôn đó các bạn, 15 ngàn đồng một bạn nha. Có hai bạn nằm nghiêng rồi thì một bạn nằm ngửa cũng khá là dễ thương. Hy vọng rằng là bạn sẽ thích nha. Đó, 15 ngàn đồng một bạn. Còn nếu như mà bạn không thích mình thì bạn có thể gọi cho sếp bé Út Chibi để đổi mình nha. Và bây giờ, tiếp theo sẽ đến với đơn hàng của bạn Phạm Khoa Vi, đơn hàng 266 ngàn đồng. Hello các bạn, lại là mình đây. Bạn Khoa Vi cũng rất là thích bạn Mochi heo hồng dễ thương như mình. Và bây giờ, lời đầu tiên xin chào mọi người. Bắt tay nha. Bắt tay nè, bắt tay. Hello, khỏe không heo? Bắt chân cái coi. Ý, trời ơi, chân dài như hoa hậu quá trời. Bắt tay tiếp nha. Ơi, đừng có nhéo, đừng có nhéo. Đập cái nhéo rồi bắt tay mà. Bắt tay mà. Ơi, bắt tay kỳ quá. Bắt tay, bắt tay. Thật là vui nha. Ý, cái mỏ cũng dễ thương. Đó, rất là tuyệt vời luôn nha mọi người ơi. Và bạn, rồi, mình nhéo nhiều quá. Đó, bây giờ thì nó bình thường trở lại nha. Chủ yếu là kiểm tra Mochi cho các bạn xem thôi, độ giãn của nó nè. 15.000 đồng, siêu to khổng lồ nha. Và đây, bạn cũng mua là một hũ slime may 30.000 đồng được tán kèm theo tuyết và một cái charm cung hoàng đạo nè. Tất cả là 30.000. La 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 la, còn đây thì là một cái bịch mắt dâu nha. Mà là bịch mắt nước đó các bạn, có chữ dâu, có chữ lớp và trái tim nữa. Rất là xinh luôn ha. Có nước thì giúp cho mắt của chúng ta mát và che được ánh sáng thì mình sẽ ngủ ngon hơn. Có giấc ngủ ngon có nghĩa là mình sẽ đầu óc minh mẫn hơn, thông minh hơn và mắt cũng không bị thâm quầng, tươi đẹp hơn nha. 32.000 đồng. Còn đây các bạn biết gì không? Đó chính là combo decan trang trí móng tay. Đó, bên trong nó sẽ có 5 miếng nè. Một miếng là giống như những cái chùm đèn lồng hay là ren vậy đó các bạn, trong những hoàng cung á. Rồi đến là hoa và những bạn két nè. Wow, rồi một vườn hoa hồng, một vườn hoa. Hoa này là hoa gì nhưng mà thấy rất là đẹp luôn á nha. Rồi chúng ta còn có cả ngựa pony. Trời ơi, pony cầu vồng và những viên kim cương. Rất là đẹp luôn như thế này. Đó, thì một tấm như thế này là 5.000, nhưng các bạn mua combo 5 tấm thì chỉ có 18.000, tức là mình tiết kiệm được là 7.000 đồng nhé. Đó, và việc dán lên tay nó rất là dễ dàng luôn các bạn. Mà dành cho những bạn nào mà thích nhanh, rồi không có thích là sơn móng tay, bởi vì khi sơn xong mình không thích mình phải chùi đi thì cái móng tay của mình nó sẽ bị vàng, bị hư. Đó, cho nên là việc mà dán cái decan móng tay này nó nhanh gọn lẹ. Đó, và không có bị hư móng tay, dành cho những bạn mà không có thích sơn móng tay á. Rất là tuyệt vời. Chan 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 chan. Còn bây giờ là một quyển sổ Mochi. Và bây giờ xin phép được kiểm tra bạn Mochi. Các bạn nhìn thấy có cái gì khác lạ ở bạn Mochi này không? Đây chính hiệu là một bạn Mochi kim tuyến nè. Ôi, và bạn ấy lại là một chim cánh cụt nữa. Chắc là bạn đó đang bị đóng băng hay sao á nha. Bạn đó bị lạnh quá đóng băng hay sao mà thấy giống như cục đá vậy trời. Để mình sẽ kiểm tra coi bạn đó có bị đóng băng hay không nha. Oh no. Oh no 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 no. Dẻo rồi, dẻo luôn á, có đóng băng gì đâu. No 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 no. Đừng kéo tôi nữa mà. Kéo cho các bạn kiểm tra coi có bị đóng băng không. Và đây là Mochi chim cánh cụt nha. Còn đây các bạn xem nè, đó một quyển sổ, một cô bé đang đọc laptop. Laptop chơi dâu luôn ghê không. Có kem nè, có mèo 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 nè, và có cả những bông hoa tulip. Rất là đẹp luôn, quyển sổ xinh như thế này chỉ có 35.000. Và bây giờ đây là một cái túi nha, một cái túi trong suốt luôn. Có cái cọng dây đeo nè. Các bạn biết công dụng của nó là gì không? Gọi là túi nước để mà đựng, túi điện thoại để chống nước á. Nè, ví dụ như là mình sẽ bỏ nó vô. Đâu rồi, tự nhiên cái này không biết bỏ ở đâu luôn á ta. Đây nha. Đây các bạn không phải mở ở đây nha, mà các bạn sẽ mở nó ở trên đây lận nè. Đó, nó làm rất là nhiều cái lớp như thế này để cho mình không có bị nước vô á. Đây các bạn xem ha, cái mình sẽ đặt cái điện thoại của mình vô như thế này đó. Rồi các bạn sẽ miết thật là chặt những cái chỗ này lại nha. Đây nè, mình sẽ làm cho nó chặt lại.
cho nó hít lại ha, nó rất là chắc luôn, nó có nhiều lớp mà. Đó, sau đó mình sẽ cuộn nó lại như thế này. Đó, và mình sẽ dán cái này lại. Thấy không? Rất là chắc chắn luôn nha. Tất cả ở đây người ta ép chặt lại rồi, cho nên là khi mà mình đeo đi á, đi bơi rồi đó, bỏ tiền rồi vô nó không có bị nước vô ha. Chỉ có 10.000 đồng một cái túi như thế này thôi. Tiếp theo một cái cây bút cầu vồng, có một cái củ cà rốt nè và bé thỏ nữa, rất là dễ thương. Đây là một cây bút nha, 5.000. Wow, tiếp theo vẫn là một cây bút có nước nè, kim tuyến hình trái đào và đầu này có thể bôi được, gọi là bút mực máy bôi được, có hình trái đào nè. Và đây là mẫu mới cho nên là cái gọng của nó các bạn xem nhé, nó sẽ là có ánh cầu vồng Galaxy rất là tuyệt vời luôn. Đây, giống như cái ngòi của nó vậy đó, ngòi bút đẹp quá ha. 35.000 đồng nha. Đây là cái ống mực ở bên trong của nó nè, và bạn có mua thêm ống mực để thay thế nha. Đây, 6 ống, mỗi ống có giá là 3.000 đồng, còn cây bút thì là 35.000. Ta-da, xin chào mọi người. Tiếp đến là một cái vòng tay inox khá là đẹp luôn. Nó có một cái ngôi sao mặt cười trái tim nè, một cái chuông nè, và một cái giống như là hạt đào á, hạt đào mà bên trong lại có hạt gạo. Đó, và đây gọi là vòng tay inox nha, 20.000 đồng, rất là dễ thương. Cuối cùng bạn còn có mua đó là một cái dây chuyền cá tính nha. Đây có một cái charm nó dài xuống hình chiếc lá may mắn, và ở trên sát trên cổ á, là nó sẽ là một cái hình như thế này. Đó, nhìn cực kỳ cá tính luôn và đeo lên rất là đẹp nha, chỉ có 15.000. Và bây giờ xin chào Cao Thị Huyền nha, đơn hàng là 196.000 đồng. Ta ra, đầu tiên cái gì mà lấp lánh dữ vậy ta, và đó chính là một vòng tay cá tính hologram nha. Có giá là 22.000 đồng. Đây sẽ mở ra cho các bạn xem kiểm tra. Đó, mở ra khỏi cái hộp nó còn sáng lấp lánh hơn rất là nhiều đúng không? Đeo lên trên tay như thế này nè. Đó, mình đi chơi á cực kỳ nổi bật nha, và cực kỳ là cool ngầu và cá tính luôn. Đó, 18.000 đồng, từ cái này là chưa rút dây nè. Ha, mình rút dây lại. Đó, rất là dễ thương nha. Còn bây giờ là một cái lắc tay cỏ 4 lá may mắn 15.000. Rồi đến là một cây bút mực bôi được nè các bạn, nó sẽ có kim tuyến nước nha, và có cái đầu này để bôi nè. Kim tuyến nước rất là lấp lánh luôn ha. Đây, rất là lấp lánh luôn, lại còn có hình của người tuyết thì phải. Wow, cái phần nắp của nó nè, sáng ống luôn ha, cầu vồng luôn. Cái ngòi nữa, cái ngòi xuất sắc luôn nha. 35.000 đồng một cây bút như thế này. Hello, hello cả nhà. Còn đây là gia đình của những bạn gấu dễ thương. Đó, đủ màu hết luôn nha. Là những cây bút dạ quang, hình nước ngọt, và lại có những bạn gấu ở trên nữa. Mỗi cây 6.000, một bịch 36.000 đồng nha. Tăng 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 tăng. Yeah, và còn có một cái máy phun. Đó, phun sương nha. Đây nè, nó có đèn là nó ok rồi đó. Phun sương ra một cái màn sương mờ mờ. Đó, nó vừa đẹp nha, lại vừa dưỡng ẩm, những cái hạt sương hơi nước á, nó thấm thấu vô da của mình, giúp cung cấp lượng nước cho da mát. Đó, và da sẽ mịn màng hơn, đào thải những cái bụi bẩm đồ ra luôn á. Mình phun hơi nước xong cái mình lau đồ đi, mình rửa mặt đi rất là tốt luôn nha. Đây, 55.000 một cái. Xin chào Trần Lưu Hương, đơn hàng 96.000 đồng. Wow, wow, trời ơi, dễ thương quá đi. Và đây là một cô tiên bướm nho nhỏ nè, và những bông hoa, bên đây là cả một chậu hoa tulip nữa, toàn là những cái hình rất là dễ thương. Bên đây là tàu, bên đây là một ngôi nhà nha. Và đây gọi là tranh cào thang, chúng ta sẽ cào để coi phía sau của những cái này nó sẽ là màu sắc gì, có xinh đẹp hay không. Rất là vui luôn. Một cái tranh cào thang này chỉ có 5.000. Còn tiếp theo, đây các bạn xem nè, là một cái chìa khóa vàng. Wow, một cái chìa khóa vàng, nhưng thật ra nó là một cây bút đó mọi người nha. Đây, nó là một cây bút 5.000 đồng thôi. Và đây bạn còn có mua là một bé mochi cá ba đuôi 10.000 đồng các bạn à. Nó ở trong bịch cho nên là mình không thể kiểm tra cho các bạn xem là cái độ mềm dẻo của nó như thế nào. Nhưng mà mình bóp sơ như thế này, đó là các bạn cũng đã thấy được là nó rất là mềm rồi đúng không? Đó, nó rất là dẻo rồi. 10.000. Tinh, trời ơi, ngựa pony kim tuyến, rồi đến là lon nước ngọt của Hàn Quốc rồi này các bạn. Đó, và đó là những cái charm xinh xinh, 5.000. Ta da, bơ nè, dưa leo nè, hai cái này mà cộng lại dưỡng dưỡng da thì nè ha, da nó mịn như cô gái này luôn, trắng mịn luôn. Wow, rồi đến là tinh chất ngọc trai nữa, mịn màng ha. Còn đây, nha đam thì khỏi phải nói rồi nha, nha đam và lô hội là bậc thầy trong việc dưỡng da luôn.
Đó, và các bạn xem, bạn chọn 3 loại mặt nạ này ha, để dưỡng da. Mỗi bịch là 7.000 đồng và đây là sản phẩm của Việt Nam. Một tuần thì chúng ta sử dụng từ 1 tới 2 miếng thì da của chúng ta nó sẽ sáng mịn như thế này. Tuyệt vời luôn nha. Xin chào Hoàng Thị Bảo Ngọc, đơn hàng 75.000 đồng. Và bạn mua đó là một vỉ bút dạ quang hình viên kẹo nè ha, hình viên kẹo Gretama đang ôm trái bí nè, bí ngô nè, cà tím nè, dưa hấu nè, rất là dễ thương. Nhưng mà 7 cây nhưng mà bây giờ shop chỉ còn có 4 cây thôi. Đó, và shop lấy thêm cho bạn là 3 cây xúc xích kem kèm kem nha. Đây, đó 3 cây xúc xích kem. Hy vọng rằng là Bảo Ngọc sẽ thích nhé. Coi như là mình sẽ có 3 cây kẹo và 4 cây kẹo và 3 cây xúc xích, mỗi cây đều 6.000, màu rất là đẹp luôn, vừa để đánh dấu bài vừa để là chúng ta sẽ tô màu được luôn nhé. Đó, còn nếu bạn không thích thì có thể gọi lại sớm cho shop 0937899707 trước 9 giờ để thay đổi nhé. Tuy nhiên là mình thấy xúc xích cũng dễ thương mà, đúng không nào mọi người? Nếu mọi người thấy đúng thì bấm like nha. Hello, Ái My ơi, đã đến đơn hàng của Ái My nè, 142.000 đồng. Bạn mua là 4 cái ống mực nha. Đây, 4 cái ống mực để mà mình thay vô cho cái cây mực bơm á, mực bơm mà bôi được á. Đây, mỗi ống là 3.000. Và đây bạn mua tới là 20 charm luôn, những cái charm rất là đẹp nha. Và tất cả đều là 5.000. Chúng ta cùng đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nè, 8. Wow, cà phê 9, 10, ôi bé Cường nè mọi người ơi, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ủa, 22 cái luôn hả ta? Những cái charm rất là đẹp luôn đó, và chắc là những cái charm dễ thương quá cho nên là trở thành đơn hàng may mắn được tặng thêm 2 charm nữa đó mọi người. Chúc mừng nha. Hello, Nguyễn Thị Bích Quyên, một cái tên rất là dễ thương, đơn hàng là 238.000 đồng. Tên tên và đây này nha, bạn mua là những cây bút có hình bé thỏ tay xệ xuống nè, rồi lấy là một ly nước ép dưa hấu, một cây nước ép cam đó ở trong một cái bình Pikachu, rồi khoai tây chiên, rồi đến là một cái vỏ sò mà có hình của cam luôn hay sao á, rất là đẹp nha. Đó, tất cả những cái toàn ten như thế này các bạn còn có thể tháo rời ra để làm móc khóa, rất là đẹp luôn nha. Và nó lại còn có thêm những cây bút nữa, chỉ có 5.000 một cây thôi, quá xịn sò và quá đẹp nha. Hai hũ slam hiện ra rất là đẹp luôn, mỗi hũ 30.000 đồng còn được tặng kèm theo tuyết và charm này các bạn. Đó, cái charm này là charm viên thuốc nha, đây rất là đẹp luôn á, 30.000 đồng một hũ. Bây giờ thì đến là hộp trang điểm ATS, nó giống như thế này nè, 4 tầng luôn nha, 120.000. Đây, nhìn cái hộp không chưa tinh, mở ra hộp thiệt cho tinh. Đây ha, có gương nè, rồi sẽ có là rất là nhiều màu mắt, có kim tuyến đồ ha, đủ hết các loại màu. Má hồng cũng nhiều màu nè, phấn nền cũng nhiều tông màu luôn, rồi son cũng vậy luôn, lại còn có bộ dụng cụ mini nữa. Quá tiện lợi như thế này, 120.000 đồng nha. Và khi bày ra như thế này thì chúng ta ngồi trang điểm rất là tiện. Nhưng mà khi mà cần dẹp vô ha, này 1 phút 30 giây thôi, như thế này quá gọn gàng ha, cầm lại rất là sang. Hộp trang điểm 120.000 đồng nha. Xin chào Nguyễn Thanh Sang, đã đến đơn hàng của Nguyễn Thanh Sang 350.000 đồng. Đây các bạn xem nè, rất là dễ thương luôn nha, những hũ slam mây đầy sắc màu của chúng ta. Một hũ như vậy thì là 30.000, được tặng kèm 5 bịch tuyết và charm nha. Đây, tiếp theo thì bạn đặt là 5 hũ slumber nha, chúng ta cùng có là 2 hũ slumber mật ong. Đây, nhìn nó giống như là mật ong vàng vậy đó, rất là đẹp luôn. Rồi đến là một hũ slam mây bầu trời, ý lộn slam bơ bầu trời nè, bầu trời sô-cô-la, các bạn xem ha, sô-cô-la rất là đẹp luôn. Rồi đến là một cái slam bơ mà nó có xốp và kim tuyến luôn nè, đó, nó sẽ rất là đẹp như thế này. Rồi, thật ra là bạn đặt là 5 hũ slam bơ nhưng mà shop chỉ còn có 4 hũ này thôi, và còn một cái hũ này là shop lấy cho bạn, đó là cái loại slam nhũ. Đó, các bạn xem slam nhũ nè, nó rất là trong và nó có ánh nhũ ở phía dưới thì giống như là bầu trời vậy đó, có rất là nhiều sao nè, đó lại còn ánh nhũ rất là đẹp nha. Chơi cái slam nhũ này cực kỳ thích luôn. Đây, mở hộp ra cho bạn giờ mình rõ hơn nè ha, là cái slam nhũ nè, đó nó rất là đẹp luôn nha, thì cũng là 30.000 đồng. Thì hy vọng rằng là bạn sẽ thích cái hũ slam nhũ này.
Đó, mỗi hũ đều là 30.000 đồng và được tặng kèm một bịch borax lớn cũng như bên trong là sẽ có 5 cái charm nè. Đó, và còn có thêm tặng thêm là 2 bịch đất sét nữa để bạn có thể bỏ vào những cái slime này và tiếp tục chơi nha. Đó, hy vọng rằng bạn sẽ thích cái hũ slime này. Còn nếu không thích thì có thể gọi 0937899707 trước 9 giờ tối để thay đổi đơn hàng của mình nha. Wow, và ngoài sở thích chơi slime ra, bạn còn có sở thích đó là ăn kẹo mọi người ơi. Có mọi người nào thích ăn kẹo không? Kẹo mà ai không thích đúng không? Và đây là combo kẹo rất là ngon, 20.000 đồng. Vừa có kẹo dẻo hamburger, vừa có đào nè, rồi đến là máy bắn kẹo Milu, rồi trà sữa, kẹo dẻo, thập dai dai, rồi cả kẹo này nữa. Rất là tuyệt vời luôn. Yeah, và như vậy rất là nhanh chóng chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 4 tây tháng 3 năm 2021. Các bạn thấy này rất là đặc biệt nha. Ngày hôm qua đó là ngày thứ 5 nha, ngày hôm qua là ngày thứ 5 và là ngày 4 tây tháng 3 năm 2021. Đó, nó cụp lại từ từ này ha, làm lại nè. Hôm qua là ngày thứ 5. Đó. Ngày 4 tây tháng 3 năm 2021. Đó, nó cụp xuống từ từ, rất là đặc biệt. Ngày hôm qua quả là một ngày rất là đặc biệt đúng không nào? Và thôi, cũng không có nói nhiều nữa, chỉ chia sẻ với các bạn về một cái ngày thú vị vậy thôi. Đó, còn bạn nào muốn đặt hàng ha, nhắc lại muốn đặt hàng trực tiếp thì gọi 0937899707. Còn muốn nhắn tin đặt hàng á, thì là nhắn bên Zalo này, Facebook cũng là bé Úc GB và số điện thoại này luôn nha. Và lưu ý, các đơn hàng bắt đầu ha, ngày mai đó là 6 tây, 7 tây, 8 tây thì tất cả những đơn hàng đều sẽ được những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh để tặng cho các bạn cũng như là tạo niềm vui nhỏ nhỏ trong ngày 8 tháng 3. Chúc tất cả chị em phụ nữ và các bạn gái của chúng ta luôn xinh đẹp, tươi trẻ nha. Đó, hãy hưởng ứng 8 tháng 3 mua đồ shop BFGB để nhận quà miễn phí. Còn bây giờ thì là bye bye, hẹn gặp lại ở video sau nha. Đừng quên bấm like, đăng ký thành viên kênh để theo dõi nhiều video thú vị hơn.